Xin chào tất cả các nha sĩ, tôi là Diệu Linh, là phát thanh viên của chương trình Radio for Dental. Radio for Dental là nơi cung cấp những thông tin hữu ích về kiến thức nha khoa cho tất cả các nha sĩ tại Việt Nam. Sửa soạn răng cho mão toàn diện, một nghệ thuật dựa trên những nguyên tắc khoa học. 4. Hình thái vòng quanh của cùi răng. Sau khi mài đi hình dạng giải phẫu, phần lớn các cùi răng có dạng hình học riêng biệt khi ta nhìn từ mặt nhai. Thí dụ, cùi răng cối lớn hàm dưới có hình chữ nhật. Cùi răng cối nhỏ và các răng phía trước thường có hình bầu dục. Những dạng hình học này đã chống lại lực bật xúc ở những mão riêng rẽ và cầu răng. Hedda và Silnes đã so sánh những vùng có dạng kháng lực trên những cùi răng hình nón và hình tháp. Cùi răng hình tháp cho sự kháng lực cao hơn vì chúng có góc cạnh. Như vậy cần phải bảo tồn những góc cạnh tạo bởi mặt bên với mặt ngoài và trong của cùi răng. Những cùi răng quá tròn cần tạo thêm những rãnh hay hộp ở các mặt trục. Những yếu tố tăng cường này sẽ chống được sự bật xúc. Ken và cộng sự xác định rằng những rãnh và hộp khi được đặt ở mặt trục của cùi răng có độ hội tụ về phía mặt nhai ít hơn rõ rệt, tức là 7,3 độ so với độ hội tụ của những vách trục 14,3 độ nên kháng lực nhiều hơn. Các răng cối lớn thường được mài với độ hội tụ lớn hơn các răng cối nhỏ và những răng phía trước và có chiều cao thấp hơn những răng khác. Các răng cối lớn cũng có tỷ lệ chiều cao trên kích thước ngoài trong ít thuận lợi hơn. Vì những lý do này, đôi khi cần hỗ trợ bằng yếu tố lưu giữ phụ. Parker và cộng sự đã báo cáo chỉ có 8 trong số 107 đai cùi răng cối lớn có rãnh. Hơn nữa, nghiên cứu cũng đã xác định các răng cối lớn hàm dưới đôi khi được mài với độ hội tụ lớn hơn răng cối lớn hàm trên và thường có góc hội tụ lớn nhất. Ở những răng này lại có sự kết hợp với lực nhai lớn và sự uốn hàm dưới. Vì thế người ta khuyến cáo luôn luôn tạo thêm rãnh hay hộp khi mài cùi răng cối lớn hàm dưới để làm cầu răng. Đề kháng với lực bên là yếu tố quyết định để chống lại sự bật sút của mão, các thành phần ngang của chu kỳ nhai và những thói quen cận chức năng đã hướng những lực tác động trên mão riêng rẽ và cầu răng theo chiều ngoài trong. Vì thế nên xem xét vị trí thích hợp nhất để đặt các yếu tố lưu giữ phụ. Usli và Matic đã xác định rằng những rãnh mặt bên hoàn toàn chống được lực ngoài trong khi những rãnh ở mặt ngoài hay trong chỉ chống được một phần. Mark cũng tiết lộ các mặt gần xa được mài với góc hội tụ về phía mặt nhai ít hơn là mặt ngoài trong. Vì thế, rãnh ở mặt bên cũng có độ hội tụ lý tưởng hơn. Tóm lại, để tăng sức kháng lực cho răng trụ của cầu răng, nên đặt rãnh và hộp ở mặt bên. 5. Vị trí đường hoàn tất. Nhiều nghiên cứu đã tán thành việc đặt đường hoàn tất chân nướu bất cứ khi nào có thể để đảm bảo sức khỏe cho mô nha chu. Tuy nhiên, đường hoàn tất dưới nướu thường được yêu cầu vì những lý do sau. Để có đủ chiều cao cho sự lưu giữ và hình dạng kháng lực. Mở rộng qua vùng bị sâu răng, gãy hay mòn hoặc để bao bọc những khiếm khuyết của những mô răng. Bọc cổ răng để củng cố cho những răng đã chữa nội nha. Cải thiện thẩm mỹ cho những răng bị đổi màu hay một số phục hồi. Các nghiên cứu đã cho thấy sức khỏe nha chu có thể duy trì khi bờ phục hồi nằm trong khe nướu, nhưng với điều kiện phục hồi phải có dạng vòng quanh tích hợp với bờ phục hồi khít sát và xử lý cẩn thận mô mềm và mô cứng khi mài cùi răng. Khi cần, phải đặt đường hoàn tất dưới nướu. Người ta khuyến cáo phải tránh lấn sâu vào biểu bì mô bám dính. Wehart dựa trên những phân tích trên loài vật, chó và mổ xẻ phân tích trên người cho biết bờ mão không làm sâu túi nha chu nếu bờ nằm cách đáy khe nướu tối thiểu là 0,4mm. Newcomb cho biết khi bờ phục hồi nằm gần đáy khe nướu sẽ gây viêm nướu trầm trọng nhiều hơn. Gagulo và cộng sự đề nghị kích thước của biểu mô bám dính và mô liên kết bám dính là cao hơn màu xương ổ khoảng 2mm. Cohen và Ross đã bàn về mối liên quan này và đề nghị thuật ngữ phản sinh học. Nevins cho biết nếu đặt bờ phục hồi xâm phạm vùng này, sức khỏe mô nha chu có thể bị tổn thương. Canelvan lấn bờ phục hồi vào màu xương ổ của chó và thấy màu xương ổ bị tiêu 1mm. Tano và cộng sự đã gắn những mão tạng có đường hoàn tất dưới nướu trên 13 răng ở hai bệnh nhân. Bờ mão nằm ở khoảng giữa bờ mướu mặt ngoài và màu xương ổ. Trong vòng 2 tuần, có sự tụt nướu lâm sàng, trung bình 0,9mm trong khoảng từ 0,4 đến 1,2mm. Và trong 8 tuần ghi nhận được sự tụt nướu trung bình bằng 1,2mm. Phân tích mô học cho biết cơ chế tụt nướu được hoạt hóa trong vòng 7 ngày đầu, có sự tái tạo biểu mô trong khe nướu và ở lằn tiếp hợp. Biểu mô tiếp hợp nằm về phía chóp so với đường hoàn tất và có sự tiêu màu xương ổ.
Coyce đề nghị một biến đổi của khoản sinh học mà ông gọi là kích thước phức hệ răng nướu vì nó bao gồm biểu mô bám dính, mô liên kết bám dính và chiều sâu rãnh nướu. Sự khác nhau trong vị trí của đường hoàn tất xảy ra ở hầu hết các cùi răng do sự khác nhau bình thường trong vị trí của bờ mướu viền quanh răng. Với các mã toàn sứ được thử nghiệm trong labo, sự khác nhau của vị trí đường hoàn tất đã làm giảm sức bền của phục hồi. Khi vị trí nướu cho phép, việc đặt đường hoàn tất gần với vị trí chiều cao giống nhau của tất cả mặt cùi răng làm tăng sức bền của mã toàn sứ. Đặt đường hoàn tất phía bên ở ngang mức với phía ngoài trong cũng làm giảm stress. Tuy nhiên, những khuyến cáo này phải nhằm mục đích giảm tối thiểu mở rộng bờ phục hồi về dưới nướu. Đường hoàn tất nên đặt trên nướu khi cùi răng có sự lưu giữ và dạng kháng lực tốt, tình trạng răng và thẩm mỹ cho phép. Khi phải đặt đường hoàn tất dưới nướu, không nên lấn sâu vào biểu mô bám dính. Để nghe lại các số radio, hãy truy cập fanpage Radio for Dental. Chương trình được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Anh và Em.